cấp cứu toàn thể tất cả các anh cô chú trong lúc. Em tên là Võ Hoàng Minh, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bến Tre. Em được biết thằng Hiếu cách đây 2 năm trước qua chương trình dạy Photoshop GC 2015 miễn phí của thầy. Từ đó em mới theo dõi thầy, cũng được biết nhiều hơn về thầy. Trong 2 năm vừa qua, em không phải là học viên chính thức của thầy, nhưng em luôn theo dõi và luôn học hỏi thầy được rất nhiều kinh nghiệm, cũng như con trên con đường vấn đề chuyên môn của riêng bản thân em. Hôm nay là chính là thứ ba, em mong rằng em có thể làm học viên chính thức của thầy để em có thể cùng các anh em trong lúc cũng như các cô chú được học chung khóa để sớm tự do tài chính hơn. Hai năm trước thì không được học nên em cũng rất là buồn. Nếu mà hôm nay mà em bỏ qua một cơ hội nào đó thì thật sự là em không biết như nói về bản thân gì hơn. Đây là video thứ hai cho em để tự giới thiệu về bản thân của mình. Em thật sự đã cố gắng mong thầy và các viên năm nhất cho em một cơ hội để có thể chứng minh và hưởng thức học cũng như năng lực của mình trong con đường kiếm đề thầy. Cảm ơn và xin chào mọi người các bạn.